Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh của Doanh Vlog. Chúc các bạn buổi tối chủ nhật vui vẻ. Thì các bạn ơi, hôm nay mình là ngày chủ nhật, công ty mình không tăng ca thì mình sẽ làm một video về các mệnh giá tiền Trung Quốc từ A đến Z. Có thể rất nhiều bạn chưa biết thì hôm nay mình sẽ làm video để giới thiệu cho các bạn biết về các mệnh giá tiền của Trung Quốc. Thì các bạn ơi, thì các bạn thấy video của mình có ích cho các bạn thì nhớ like và đăng ký kênh của mình nhé. Thì các bạn ơi, bây giờ mình sẽ bắt đầu vào video giới thiệu cho các bạn biết nhé. Thì các bạn ơi, tiền mệnh giá của Trung Quốc, tiền to nhất là 100 đồng nhé các bạn nhé. 100 đồng, tức là 100 khoai các bạn ạ. Tiền Trung Quốc 100 thì chỉ có 2 số 0, không giống như tiền của mình nhé các bạn nhé. Đây các bạn ạ, đây là 100 đồng. Thì 100 khoai này đổi về thì sẽ được 340.000 tiền mình nhé các bạn nhé. 340.000 tiền mình. Đây các bạn ạ. Đây là mệnh giá tiền Trung Quốc. Đây có in Mao Trạch Đông ở đây nha các bạn nhé. Đây là mệnh giá tiền to nhất. Tiếp đến sẽ là mệnh giá 50 đồng các bạn ạ. 50 khoai, mình hay quen gọi 50 đồng các bạn. Ở Trung Quốc gọi khoai các bạn, tiền gọi là khoai. Đây là 50 đồng các bạn nhé. Đây là 50 đồng. Đó. Đây là mệnh giá to thứ hai của Trung Quốc. 50 đồng các bạn. Đây. Tiếp đến sẽ là đồng 20 khoai các bạn nhé. 20 khoai đó các bạn. Nhìn thấy rõ chưa? Đó. Đó, đó là tờ mệnh giá 20 khoai của Trung Quốc. Đây là mệnh giá to thứ ba nhé các bạn nhé. Tiếp đến là chính là đồng 10 khoai các bạn ạ. Đó các bạn, 10 khoai, mệnh giá to thứ tư của Trung Quốc. Đó. Mỗi mệnh giá tiền không giống nhau, hình không giống nhau các bạn. Và tiếp đến sẽ là đồng 5 khoai các bạn nhé. Đó, các bạn nhìn thấy rõ chưa? Đây là đồng 5 khoai. Mình quay hai mặt cho các bạn xem. Đó, đây là đồng 5 khoai. Đồng này là mình sẽ đủ được ăn buổi sáng bên Trung Quốc này các bạn. Đủ một suất mì cho mình ăn, suất mì, bát mì các bạn. Tiếp đến là đồng 1 khoai nhé các bạn nhé. Đây là đồng 1 khoai của Trung Quốc. Đó. Các bạn để ý kỹ nhé. Các bạn có thắc mắc gì nhớ bình luận phía dưới nhé các bạn nhé. Mình sẽ trả lời. Đó rồi. Đây là mệnh giá thứ 6 rồi các bạn nhé. Đồng 1 khoai. Và tiếp đến là đồng xu này mình rất ít dùng. Đó. Đồng này là đồng 5 máu, 5 xu đấy các bạn. Mình quay kỹ cho các bạn nhé. Hơi tối các bạn ạ. Đó, đây chính là đồng 5 má. Đồng này mình rất ít dùng, mình sợ rơi các bạn ạ. Đó. Hai cái đồng này là mình đủ một chai nước lọc rồi các bạn ạ. Đó. Đó, đây các bạn ạ. Đây tất cả là cái tiền Trung Quốc các bạn. Các bạn ơi, vậy là vừa rồi mình đã giới thiệu xong các bạn tất cả các mệnh giá tiền của Trung Quốc. Thì bây giờ video của mình xin phép được kết thúc tại đây. Các bạn thấy video hay của mình nhớ like và đăng ký kênh của mình nhé. Bye bye, chào tất cả các bạn. Hẹn các bạn vào video lần sau.